Vạn dặm thương nhớ, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 9, kết. Cái hẻm này nó nhỏ, vừa được hai người đi cùng. Tiến sâu vào bên trong mới thấy một khu tập thể nhỏ. Mọi người đều chung nhau một cái sân để sinh hoạt. Diệp đứng ở đó đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đi lại phía một người phụ nữ đang giặt đồ mà hỏi. Thưa cô, cô có biết anh Tư Bảnh ở nhà nào không ạ? Người phụ nữ nhìn lên. À, thằng Tư mà chân bị què đó hả? Đó, cái nhà ở cuối kia kìa. Cô ta còn đưa tay dính đầy bọt xà bông về phía cuối của khu tập thể. Diệp cúi đầu chào. Dạ, cháu cảm ơn. Diệp đi về phía đó, ở sau lưng mấy bà hàng xóm lại thì thầm tai nhau. Thằng Tư hôm nay lại quen được con bé đẹp đó chứ. Ôi trời, chắc người quen gì thôi chứ làm gì có cô nào lại đi yêu một người què rồi về mà hầu hạ cả ngày hay sao? Diệp quay đầu nhìn lại, thấy bà kia cũng im bặt luôn, mợ không hiểu ý gì nhiều, đi thẳng về phía căn phòng cuối cùng. Qua cái song sắt cửa sổ, Diệp nhìn vào bên trong, căn phòng đơn sơ không có mấy đồ đạc gì, chỉ có một cái giường nhỏ đơn giản đã cũ kỹ, một góc bàn làm việc dài cái chén úp dội trong cái rổ nhỏ. Diệp nhìn mọi thứ, trong lòng trở nên nặng trĩu. Khi mợ vẫn còn miệt mài theo đuổi dòng suy nghĩ, thì bất chợt một giọng nói vang lên. Sao cô lại ở đây? Diệp quay người lại. Cậu con trai mà mợ lầm tưởng đó là cậu, đứng ngay đây, nhìn mợ với ánh mắt có vẻ hơi khó chịu. Em... Thấy mợ cứ lấp bắp, anh Tư không mấy để tâm, lại đi lại mở cửa phòng mà lạnh nhạt. Tôi nói rồi, tôi không phải là cái cậu gì đó mà cô đang đợi đâu. Cô làm người rồi. Diệp vội vàng đi tới trước cửa. Nhưng mà... anh rất giống cậu ấy. Cảm nhận của em nói rằng anh chính là cậu Đăng. Anh Tư nhìn mợ một hồi. Có lẽ dáng vẻ này của mợ khiến cho anh cũng thương cảm. Nhưng mọi thứ có lẽ chỉ dừng ở đó. Tôi không biết cái cậu Đăng mà cô nói là người như thế nào. Có thể cậu ta giống tôi, nhưng thật sự tôi không có biết cô là ai. Nước mắt của Diệp chảy dài xuống. Mợ nhìn người đàn ông có gương mặt giống cậu mà chậm rãi nói. Cậu ấy là người có hoài bão, có lý tưởng lớn, là sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để đem cuộc sống yên bình đến cho bà con. Đã từng là một cậu ấm của nhà phú ông, nhưng sớm tối chỉ lo đèn sách. Cậu là người có lòng bao dung, có trái tim lương thiện, dù biết mình ốm đau bệnh tật, nhưng nhất quyết vẫn bước ra để bảo vệ cho em. Dù biết là không có còn nhiều thời gian, nhưng nghe tin em gặp chuyện, vẫn một mực vượt núi mà sẩy chân ngã té, là dù em có làm sai cái gì, có quá đáng cỡ nào, thì cậu vẫn nói vì tôi thương em. Cậu đó là người đàn ông đối với em, chính là tín ngưỡng. Lời nói của mợ dường như có xuất truyền cảm xúc đến người nghe. Anh Tư sau đó ánh mắt cũng chuyển sang đỏ. Cậu ta đúng thật là một người vĩ đại. Nhưng xin lỗi, tôi không có được như cậu ta. Cô thật sự nhận lầm người rồi. Anh Tư liền đóng cửa. Diệp vội vàng đưa tay ra cản. Không cẩn thận liền bị cánh cửa kẹp vào ngón tay. Mợ kêu lên nhẹ một tiếng. Anh hốt hoảng mở cửa rồi cầm lấy tay mợ soi xét. Không có sao chứ, ai kêu cô đưa tay vô làm gì? Diệp không có bận tâm đến vết thương ở bàn tay của mình, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt mà không ngăn nổi nước mắt. Thật sự, cậu không phải là cậu Đăng sao? Anh Tư chậm rãi nhìn lên mợ, bàn tay cũng dần dần buông lỏng rồi tuột khỏi nhau, gương mặt cương nghị, vẫn nhẫn tâm mà trả lời. Không phải. Lời nói đó, một lần nữa rạch lên vết thương đã chấp giá của mợ.
liên tục dập tắt đi một chút hy vọng mỏng manh mà mợ đang cố gắng níu kéo. Mợ đau đớn mà gật đầu. Thật xin lỗi, đã làm phiền anh. Cô quay người mà rời đi, bờ vai nhỏ vẫn không có ngừng rung lên, dáng vẻ thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ về. Anh Tư đưa mắt nhìn theo mợ, người con gái này quả thật rất biết cách khiến cho người khác phải đau lòng mà. Cánh cửa dần dần khép lại, bóng dáng đó thu nhỏ hẹp rồi biến mất sau lớp cửa gỗ cũ kỹ, một sự tuyệt vọng và day dứt. Diệp quay trở về nhà, trong dòng cảm xúc vẫn chưa có thể được điều chỉnh. Lúc này, cậu Thịnh có vẻ như đã đợi rất lâu, thấy mợ liền vội đi ra. Diệp! Tiếng gọi kéo mợ trở về thực tại. Cô nhìn lên, có chút ngạc nhiên. Cậu Thịnh! Cậu ở đây làm cái gì? Bà cả nói có cãi nhau với em bỏ đi nên nhờ tôi tìm, bà sợ em lại nghĩ quẩn cái gì đó. Mẹ lo xa quá rồi đó, em không phải nuôi hai đứa nhỏ, sao nghĩ quẩn được. Mợ đi vào nhà, cậu Thịnh theo sau. Em đi đâu vậy? Tôi cũng chạy đi tìm em mà không có thấy đó. Diệp ngồi trên ghế thơ thẩn, nghĩ về chuyện hồi nãy mà cũng không có để tâm đến câu hỏi của cậu Thịnh. Cậu Thịnh nè, năm đó làm sao biết được cậu đang chắc chắn đã tử nạn? Cái đó tôi cũng không có rõ, vì tôi không có cùng trong tiểu đoàn với cậu. Nhưng cấp trên nói, lần bom nổ đó đã khiến cho cả tiểu đội bị tan xác và vùi trong cái lớp bùn đất. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm, nhưng thật sự những phần thi thể đã nát vụn, không có cách nào xác định được của ai với của ai. Nói vậy là vẫn không có thể chắc chắn cậu đang đã tử nạn, đúng không? Nhưng sau đó cấp trên cũng hạ lệnh cho toàn đội đến đó đào bới và tìm kiếm. Nếu như cậu ấy không có sao, vậy tại sao không có tìm ra được cái gì? Diệp chợt suy tư một hồi. Cậu Thịnh có chút nghi hoặc nhìn mợ, lúc này mới phát hiện những ngón tay của Diệp có phần sưng đỏ. Cậu lo lắng mà vội cầm lấy. Sao vậy? Em gặp chuyện gì à? Hành động có chút thân mật khiến Diệp hơi bất ngờ mà vội rụt tay lại. Cái phản xạ đó khiến cho cậu Thịnh sững người, một nét buồn thoáng trên gương mặt. Diệp à, em cứ định ở về mãi đến bao giờ? Thật ra, suốt thời gian qua, cậu Thịnh vẫn luôn qua nhà giúp đỡ mợ nhiều lắm. Có đôi lần cậu cũng giải bày nỗi lòng, mà Diệp hình như thừa hiểu tâm ý của cậu Thịnh, nhưng chỉ là ngại đối mặt. Diệp bây giờ chỉ cười gượng. Em thấy như vậy cũng rất tốt mà, nếu như cậu đang trở về, còn không em không có muốn thay đổi nó. Diệp à, đã 2 năm rồi, em vẫn không có chấp nhận sự thật sao? Mợ nhìn lên cậu, mỗi khi cứ nhắc đến nỗi đau đó, không lần nào mà đôi mắt không có chứa lệ. Cậu muốn em chấp nhận thế nào, khi mà ngay cả thi thể không có tìm thấy, tất cả chỉ gói gọn vào một tờ giấy báo tử? Nhưng nếu cậu ấy còn sống, vậy thì 2 năm qua cậu ấy đi đâu, tại sao không có trở về? Diệp nghe vậy sững người. Đó là điều suốt những ngày qua Diệp vẫn luôn tự hỏi và tự trả lời với mình rằng nó có một nguyên nhân nào đó. Lại nhớ về người đàn ông tên Tư có dáng vẻ giống cậu hồi nãy, mợ lên tiếng. Cậu Thịnh à, liệu có khi nào... Có thể cậu ấy không có bị bom rơi trúng nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng, mà giống như quên mất mình là ai, không có nhớ được mọi chuyện không? Diệp, những điều đó là tự em đang lừa dối mình đó. Em luôn cho rằng đang chưa chết nên lúc nào cũng nghĩ ra những cái khả năng tại sao cậu ấy chưa có trở về. Diệp à, tôi biết giữa hai người là thứ tình cảm không có chia cắt được, nhưng mọi chuyện đã đến ngày hôm nay, tôi không có ao ước lớn. Tôi chỉ xin có thể được em thương, xin cái quyền được bảo vệ, chăm sóc cho em và 2 đứa nhỏ. Chuyện đó khó lắm sao? Em nhớ đã từng nói với cậu, cái thương của em nó nhỏ bé lắm. Vậy cho nên đời này chỉ muốn thương duy nhất một người đàn ông, cũng chỉ cần duy nhất một người đàn ông thương mình,
Không phải cậu ấy thì không là ai hết. Đây cũng không phải là lần đầu cậu Thịnh bị Diệp khước từ, nhưng có vẻ lần này Mợ đã muốn vạch rõ giới hạn rồi. Cậu Thịnh nhìn Mợ cười khổ, sau đó chỉ đành hụt hẫng gật đầu. Tôi cứ nghĩ là do tôi chưa đủ tâm ý, nhưng xem ra dù tôi có làm gì, có tốt cỡ nào thì cũng không thể... Chỉ đơn giản là tôi không phải là cậu Đăng. Cậu Thịnh, em biết thời gian qua cậu đã giúp đỡ nhà em rất nhiều, em rất cảm kích, nhưng cái chuyện này thật sự xin lỗi cậu. Đừng có xin lỗi, bởi vì em không có làm gì sai. Dù thế nào thì tôi vẫn cảm ơn em đã dành cho tôi sự cảm kích đó. Được rồi, tôi cũng không có làm phiền em nữa. Tôi về đây, nhớ lấy thuốc xô lên tay, không lại bị sưng đó. Cậu Thịnh quay người trở ra ngoài, Diệp ở đó cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn theo. Bà cả lúc này ở trong nhà đi ra, tiến lại phía Mợ mà lên tiếng. Diệp à, hồi sáng là mẹ cũng quá lời với con đó, con cũng đừng có để bụng ngang. Mẹ đừng có nói như vậy, là con đã nặng lời với mẹ, con nên hiểu tâm trạng của mẹ mà. Được rồi, chúng ta không thể hiểu lầm nhau nữa là tốt rồi. Chỉ là mẹ thấy thằng Thịnh nó cũng tốt, mấy năm qua nó cũng chờ đợi mỗi mình con. Chi bằng hãy cho nó một cơ hội đi. Nói thiệt, mẹ nhìn con cực khổ nuôi hai đứa nhỏ, mẹ cũng thấy thương. Diệp vốn định nói với bà về người tên Tư, nhưng Mợ nghĩ lại rồi cũng đành thôi. Mẹ, con thấy như vậy vẫn rất tốt. Mẹ đừng có lo, mình đừng có nhắc chuyện này nữa nha, mẹ. Mợ đi vào nhà, mà bà cả đứng đó chỉ biết thở dài. Đăng à, nếu con còn sống thì mau quay trở về đi, còn không hãy để cho con bé nó được mở lòng một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, Diệp chở cô Hạo và bé Niệm đến trường học. Trên đường trở về, không hiểu cái gì thôi thúc Mợ lại đi đến con hẻm hôm qua. Dựng xe để gọn ở ngoài hẻm, sang một cửa tiệm bán trái cây gần đó, mua vài trái rồi xách đi vào trong. Buổi sáng ở đây, bà con đã dậy sớm để tận hưởng cái khí trời của ngày mới. Vừa thấy Diệp bước vào, người phụ nữ hôm qua mà Mợ hỏi nhà đã liền đi tới. Nè, cô gái, hôm nay lại tới à? Diệp chỉ mỉm cười, cúi chào cô ta. Thấy vậy cô ta lại hỏi. Nè, vậy cháu là quan hệ như thế nào với thằng Tư? Đừng có trách cô nhiều chuyện ngang. Tại từ cái bữa nó về đây ở, cứ lui thủi một mình như vậy, không thấy người nhà hay bạn bè gì, nên cô tò mò hỏi thôi. Diệp cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô chỉ đành nói qua loa. Con là một người quen cũ thôi, con xin phép đi tới đó một chút. Mợ dội đi nhanh, sợ mấy bà nhiều chuyện hỏi kỹ mà không biết trả lời ra sao. Diệp đứng trước cửa nhà của anh Tư, đắn đo mãi, không biết có nên gõ cửa hay không, thì một lúc sau cánh cửa mở ra. Sự xuất hiện của Mợ cũng khiến anh Tư có chút kinh ngạc, sau đó anh lên tiếng. Sao cô lại tới nữa? Diệp có chút ái ngại, gượng cười. Tôi muốn đến để xin lỗi chuyện hôm qua đã làm phiền anh. Không cần xin lỗi gì đâu, cô về đi. Từ rày không có đến đây nữa là được. Diệp theo anh đi lại phía sân rửa mặt, Mợ còn xách giỏ trái cây đưa lên. Cái này coi như là quà tạ lỗi, mong anh nhận cho. Cái đó cô cũng cầm về luôn đi, tôi không có ăn tới đâu. Diệp càng cố theo sát anh mà đưa cái giỏ trái cây. Anh nhận đi, nếu không tôi sẽ áy náy. Lúc này, một bên chân bị thương của anh Tư bỗng nhiên đau nhói lên. Anh nhăn mặt rồi gạt tay cô. Tôi không dùng đến thiệt mà, cô cầm về đi. Không hiểu do cơn đau kéo đến hay chỉ là vô tình, anh Tư có chút dùng sức khiến vỏ trên tay của Diệp bị hất xuống. Những cái trái cây lăn lóc trên nền sân ướt luôn. Diệp có chút sững sờ mà anh cũng cảm thấy mình có phần lỡ tay. Cô lúc này đôi mắt trở nên đỏ que,
vội vàng cúi xuống lượm lại đồ, sau đó lại đưa cho anh. Thanh âm có phần nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì cái chuyện hôm qua thôi, phiền anh lắm hả? Anh Tư nhìn dáng vẻ của mợ bây giờ, trong lòng cũng có phần day dứt. Bàn tay vốn đã định đưa ra nhận lấy, nhưng nghĩ ngợi cái gì liền thu lại. Cô chỉ là nhận lầm người, giữa chúng ta cũng không có quen biết. Tôi cũng không có thiệt hại cái gì, cho nên cô cũng không cần phải xin lỗi đâu. Mấy cái thứ này càng không cần phải đem tới. Cuộc sống của tôi lâu nay rất khép kín, nên từ bây giờ cô cũng đừng có tới đây nữa. Thật sự tôi thấy rất là phiền. Không hiểu sao nước mắt của Diệp lại rơi xuống. Cô siết chặt cái giỏ trong tay mà vẫn cố gắng nở lấy một nụ cười. Tôi không biết là xin lỗi cũng làm phiền người khác. Một lần nữa lại xin lỗi anh nghe. Mợ quay người đi. Không biết là có phải người đàn ông đó là cậu không? Nhưng gương mặt đó, dáng vẻ đó, nó đã khiến cho mợ đau. Đau đến mức từng lớp tế bào nó đang quặn lại, kêu la ở trong cái tâm hồn nhiều tổn thương này. Anh Tư nhìn theo cái dáng vẻ mảnh mai đó, vì cớ gì mà đôi mắt lại trở nên đỏ hoe? Giữa cơn gió nhẹ của buổi sớm thổi qua, một giọt nước trong suốt trượt dài mà rơi xuống đất, ngấm vào những lớp xi măng sần sùi rồi tan ra. Diệp lang thang đi bộ trên vỉa hè nhỏ, dáng vẻ thất thần vẫn còn cầm cái giỏ trái cây lủng lẳng trong tay. Hôm qua, mợ vẫn còn có niềm tin rằng anh Tư là cậu Đăng. Có thể vì một số lý do đặc biệt nào đó mới khiến cho cậu như vậy. Nhưng xem ra vẫn là do mợ quá mộng tưởng rồi, bởi vì cậu Đăng không có hề thô lỗ như vậy. Mợ cứ quanh quẩn cái dòng suy nghĩ đó mà trở về nhà. Bà cả vừa nhìn thấy lại vội đi ra. Ủa, Diệp, xe đâu lại đi bộ? Mợ nghe như vậy mới sực tỉnh nhìn trước nhìn sau. Xe của con... Nói đến đây, Diệp mới chợt nhớ ra xe của mợ đang để ở đầu con hẻm đó. Chết rồi, con quên mất. Trời ơi, cái con bé này, tới cái xe đi mà cũng còn quên nữa. Vậy con mua cái gì nữa? Diệp nhìn xuống cái giỏ trái cây trong tay của mình. Con mua ít trái cây cho mẹ với hai đứa nhỏ ăn. Mợ vội đi tới đưa cái giỏ trái cây cho bà mà tiếp lời. Mẹ cầm giùm con đi, con quay lại lấy cái xe. Diệp vội vàng chạy đi. Bà đứng đó nhìn, lại thở dài. Con bé này, hôm nay nó làm sao vậy cả? Mợ quay trở lại con hẻm, nhưng chiếc xe đã không còn thấy ở đây. Cô vội vàng đi lại quán nước ngay cạnh. Ông ơi, hồi nãy ở đây có một chiếc xe đạp, không biết nó đâu rồi. Ông già chủ quán nước nhỏ đó nghe mợ nói vậy thì nhìn mợ. Xe đó của cô à? Dạ. Hồi nãy để đó vướng đường đi quá, xong có bà chị ở trong hẻm nói xe của người nhà cậu Tư, nên bà đem vào đó rồi. Đem vào nhà anh Tư hả? Đúng rồi đó, cô vào trong đó hỏi đi. Diệp chỉ biết thở dài một cái, rồi ái ngại nhìn vào trong con hẻm. Hồi nãy người ta vừa mới đuổi mợ xong, mà cũng chợt nghĩ thôi không có làm phiền nữa, chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng bây giờ quay lại, chỉ sợ người ta nói mặt mợ dày không có biết xấu hổ. Diệp đắn đo một hồi, sau đó vẫn quyết định đi vô. Cửa nhà lúc này mở ra, mợ ngó vào bên trong không thấy ai lại mới lên tiếng. Anh Tư, hồi nãy có ai gửi xe của tôi cho anh không? Đáp lại mợ vẫn là một sự im lặng. Diệp chần chừ một hồi rồi mới bước vô. Anh Tư! Mợ ngó vào bên trong không thấy ai, lại thở dài. Không có nhà sao? Mới đó mà đi đâu rồi? Mợ định đi ra ngoài. Vô tình một cơn gió thoảng lùa vào làm bay giấy tờ trên bàn dương dãi xuống đất. Diệp cúi xuống lụm lên rồi đặt lại. Vốn cũng không có để tâm đến, nhưng vô tình lại thấy một cuốn sổ nhỏ có phần cũ nhưng lại được dán băng keo bọc cẩn thận, thu hút sự tò mò của mợ.
Diệp vô tư cầm lấy nó, mở trang đầu tiên dòng chữ trước mắt. Tôi những ngày không em. Đọc được nó, Diệp bỗng nhớ đến hôm qua, anh Tư từng nói đã có người trong lòng. Không lẽ em ở đây là nhắc đến người đó? Cái tiêu đề này như có một sự cuốn hút lấy tâm trí của Diệp. Bàn tay cứ vậy như bị thôi miên mà lật trang tiếp theo. Những dòng chữ viết vội vàng ở trên trang giấy đã úa màu. Kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh dậy mà không có em. Cái cảm giác day dứt vì đã để em ở lại nhà mà chạy theo lý tưởng của bản thân. Nó ăn sâu vào trong tâm trí tôi, khiến tôi lại càng nhớ em hơn. Ngày đầu tiên không có em, tôi thấy nhớ. Không hiểu sao, đọc những dòng chữ này, mắt mợ lại chợt cay. Mợ cảm nhận được bản thân mình với cuốn sổ này như có một sự kiện, một sự liên kết vô hình nào đó. Thôi thúc mợ lật trang tiếp theo. Ngày thứ ba không em. Tôi đã bước đầu đặt chân lên hoài bão của mình. Nơi đây anh em bốn phương đều gọi nhau là đồng đội. Mọi người có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà không biết gì về nhau. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ em. Ngày thứ năm không em. Tiểu đội đã được giao nhiệm vụ khẩn. Mọi người cùng nhau gấp rút trong đêm tối để hoàn thành. Vậy mà tôi vẫn nhớ em. Ngày thứ 15 không có em. Dạo này tôi không còn thời gian để viết đôi dòng nữa. Cấp trên giao nhiệm vụ mật phải hoàn thành đúng dự định đã vạch ra. Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày, hy vọng lý tưởng của mình sẽ sớm ngày được thực hiện để giữ lời hứa với em, bảo vệ tương lai của chúng ta. Cái ngày thứ 15 vẫn còn nhớ em da diết. Những giọt nước mắt cứ theo dòng chữ mà chảy xuống. Mợ không biết tại sao bản thân lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Diệp vội vàng lật tiếp những trang giấy. Mợ cồn cào muốn biết, muốn tìm một cái tên của cô gái được nhắc đến ở đây là ai. Cuốn sổ đã được mở quá nữa, vậy mà một cái tên của người con gái trong này vẫn không được viết ra. Một ngày sau khi đất nước hòa bình, tôi cười, nhưng nụ cười nhuốm nước mắt và máu. 15 ngày trước đó, tiểu đoàn của tôi gồm 8 người. Trong trận tập kích tổng tiến công Sài Gòn, cả tiểu đội bị bom rơi trúng. Mấy anh đều tử trận, chỉ riêng mình tôi may mắn sống sót vì bị hất văng xuống vách núi. Được một người dân cứu sống đưa về trong tình trạng một chân trái bị thương nặng. Một tuần sau cái ngày đó, tôi mới tỉnh lại khi cảm nhận được ở một bên chân của mình đã không thể cử động. Lúc này, Diệp bắt đầu đã có những tiếng thúc thích sụt sùi, tâm can mợ như bị ai đó cào xé ra từng mảnh. Dù đau đến thấu tận xương tủy, nhưng bàn tay vẫn dũng cảm lật tiếp. 2 ngày sau, tôi vẫn chỉ có thể nằm một chỗ, nghe bà con quanh đó kháo nhau ăn mừng, tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười hạnh phúc. Tôi mới nhận ra lý tưởng bao năm qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Đất nước hòa bình, tôi vẫn không thể trở về bên em còn đợi hay không? 3 ngày sau nữa, đã mời được một vị bác sĩ đến thăm khám. Ông ấy nhìn chân của tôi rất lâu, thở dài nhiều lần, chỉ có thể lắc đầu. Chân của tôi không có khả năng hồi phục. Nghe cái điều đó, tôi không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau lớn nhất của tôi là đã không thể trở về bên em được nữa. Đất nước hòa bình, nhưng chúng ta lại không thể đoàn tụ. 20 ngày sau, tôi bắt đầu tập đứng dậy, tập bước đi trên một chân của mình. Vết thương ở bên kia cứ sau mỗi lần đặt chân xuống lại nhói lên tươi buốt xương tủy. Bây giờ tôi mới biết nó không hề dễ dàng như năm một tuổi. Nhưng tôi chỉ có thể ở đây nhớ em và nhớ em. 30 ngày sau, tôi đã có thể tự bước đi rồi. Nhưng bước đi này của tôi đã không còn đủ sức để đỡ đần em trong quãng đời về sau. Tôi lại nhớ em và rất nhớ em. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm nhòe đi những dòng chữ. Diệp dường như đã chắc rằng cuốn sổ này đang viết cho ai. Chỉ là mợ muốn được nhìn thấy một cái tên nhắc tới. Diệp cố gắng
lật thêm nhiều trang nữa, cho đến khi gần cuối cuốn sổ. Tôi đã từng rất ao ước một ngày gặp lại, được chạm lên gương mặt em, được nhìn thấy nụ cười của em, được giải bày nỗi lòng của mình đã phải chấp giá nỗi nhớ mỗi ngày. Nhưng rồi, ngày gặp lại đó, tôi lại chỉ có thể nói chúng ta không quen. Không ai hiểu được cảm giác của tôi khi đứng ngay trước mặt của em, nhưng không thể chạm, không thể gọi tên em như những ngày còn nồng ấm. Chỉ bất lực và hèn mọn như vậy, nhìn em rơi nước mắt mà lặng lẽ quay người đi. Diệp, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Ngay khi đọc xong dòng chữ cuối cùng đó, mợ đã khóc nấc lên. Cái tên người con gái được nắn nót viết trên trang giấy vàng cũ, nó như chút muối sát vào vết thương còn hở của mợ. Đau. Nó đau xót lắm, đến mức nghẹt thở. Sao cô lại ở đây? Giọng nói từ phía sau vang lên. Diệp chậm rãi quay người lại. Người đàn ông đứng đó đã nhẫn tâm bỏ mợ ở lại, nhẫn tâm để cho mợ chờ đợi trong 7 năm ròng. Bây giờ đây là nhẫn tâm lừa dối mợ. Diệp đưa quyển sổ đó ra trước mặt, nước mắt ngắn dài mà gồng mình lên. Lừa dối em như vậy, cậu có thấy vui không? Nhìn cuốn sổ trong tay mợ, gương mặt của cậu cũng trở nên sửng sốt. Nhưng sau đó, đôi đồng tử kia bỗng lại đỏ hoe, ánh mắt hiện rõ lên cái nỗi thống khổ giấu kín bao lâu mà trả lời. Em nghĩ tôi có vui nổi không? Tại sao cậu lại làm như vậy? Em thấy tôi như vậy còn hỏi tại sao sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu chưa chết mà lại phải làm như vậy? Làm như là mình đã chết? Tại sao đã 2 năm trôi qua, cậu vẫn không có trở về? Em muốn một câu trả lời, chứ không phải một câu hỏi ngược lại như vậy đâu. Cậu nhìn mợ, mà cổ họng nghẹn đắng. Ánh mắt người đàn ông đỏ ngầu, màu đỏ của máu và tổn thương đè nén. Tôi sợ trở thành gánh nặng của em. Diệp cười, trong cái cười ấy nó chất chứa một sự chua xót. Đó là lý do sao? Cậu không trả lời mà chỉ nhìn mợ im lặng với cái dáng vẻ đau lòng. Diệp lại tức giận mà ném cuốn sổ vào người cậu mà nói trong nước mắt. Em cứ nghĩ cậu là người có hoài bão, có lý tưởng lớn, có chí khí của mình. Không có sợ bom đạn, càng không sợ chết. Vậy mà chỉ một cái chân bị thương lại hèn nhát không có dám đối mặt. Chỉ có thể cả ngày ngồi dưới cuốn sổ này. Để được cái gì? Có thay đổi được cái điều gì không? Cậu nhìn mợ mà nước mắt đã không còn kìm nén được. Tôi không có sợ chết, càng không có sợ khổ. Chỉ sợ không còn xứng đáng với em. Như thế nào là xứng đáng và không có xứng đáng? Mợ hỏi xong, lại bất chợt cầm cái ghế gỗ nhỏ gần đó, dùng nó đập mạnh vào chân của mình trong sự kinh ngạc của cậu. Cậu vội vàng giật cái ghế trong tay mợ mà ném sang một bên. Diệp vợ, Diệp, em làm cái gì vậy? Có phải em cũng như cậu thì mới gọi là xứng hay không? Diệp ơi, em điên rồi. Phải, em điên rồi. Điên vì bao năm qua nó vẫn cứ mãi chờ đợi một người hèn nhát như cậu. Cậu đang, em thật sự thất vọng. Năm đó chuyện của mợ cả, cậu từng nói với em là không có đủ tin tưởng cậu. Bây giờ cậu tự hỏi mình đi, cậu đã đủ tin tưởng cho em chưa? Câu nói đó, cậu chợt sững người. Diệp cũng đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt
rồi bỏ chạy ra ngoài. Cậu mất vài giây mới quay người đuổi theo. Diệp! Diệp à! Diệp ơi! Diệp! Tiếng gọi đó ù đi bên tai mợ. Diệp muốn trốn chạy mọi thứ. Cái sự lừa dối của cậu như một nhát dao tổn thương trái tim mợ. 7 năm ôm hy vọng. 7 năm nguyện chờ đợi. Mợ đã từng nghĩ chỉ cần cậu còn sống thì dù có thế nào mợ vẫn nguyện lòng bên cậu. Nhưng xem ra 7 năm qua chỉ đánh đổi bằng 2 từ không xứng. Diệp chạy ra khỏi con hẻm nhỏ đó. Trước mắt không có phương hướng, cứ lao thẳng về phía trước. Cho đến khi tiếng còi bíp bíp in ỏi vang lên, rồi tiếng thắng xe kít kít, nó dồn dập, nó lại là cái thứ âm thanh níu chân mở lại. Và rồi, trầm một tiếng, cái dáng người mỏng manh đó bị hất ngã giang xuống đường mà nằm im lặng. Cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt của cậu, chỉ còn cần vài bước nữa là cậu có thể níu lại được rồi. Diệp! Diệp! Cậu kinh hãi chạy tới, đỡ lấy mỡ vô trong lòng. Trái tim bao năm qua cố gắng mạnh mẽ, nó cuối cùng cũng hết sức mà trở nên yếu đuối. Cậu khóc là những giọt nước mắt ân hận và day dứt. Diệp ơi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Em hãy tỉnh lại đi, Diệp ơi. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, người dân ở đó ra vào đông đúc, tiếng nói chuyện ồn ào xen vào nhau khiến người nghe cũng cảm thấy đau đầu. Vậy mà trong một căn phòng nhỏ, những con người ở đây lại trở nên lặng thinh kỳ lạ. Bà cả sau khi nghe tin Diệp bị tai nạn đang ở bệnh viện cũng vội vàng bỏ nhà cửa đó chạy tới coi. Bà ngạc nhiên hơn nữa là gặp lại một người con trai giống con mình y đúc, khiến cho bà chết sững mất vài giây. Sau khi nghe lại mọi chuyện, bà cả mới biết rằng không hề có giấc mơ nào ở đây cả. Người con trai này không phải là giống mà chính là con trai của bà. Con ơi! Con! Tại sao lại dại dột vậy hả? Mày có biết mẹ đã buồn đau khổ như thế nào không? Cả con Diệp nữa, nó không ngày nào là không có nhớ tới mày. Vậy mà mày nhẫn tâm cứ im lặng như vậy mà sống suốt 7 năm qua. Cậu nhìn bà bằng cái dáng vẻ ăn năn mà nói. Con xin lỗi mẹ. Lỗi cái gì mà lỗi? Mày xin lỗi con Diệp đây nè. Bây giờ vì mày mà chờ đợi bao nhiêu năm qua rồi. Chịu thương, chịu khó nuôi cái thân già này với 2 đứa con của mày đó. Vậy mà mày có thể ở một mình, một mình mà sống bình thản qua ngày được sao? Mày xin lỗi nó nè. Con của con hả? Bà đánh vào vai của cậu. Mày còn hỏi nữa hả? Năm đó mày lặng lẽ khăn gói rời đi, để lại trong bụng của nó là cái thai đôi. Mẹ kêu nó nhờ người báo tin cho mày biết, nhưng nó không có chịu. Nó nói có chút chuyện nhỏ này mà làm sao so được với hoài bão lớn của mày. Dạ rồi, nó vậy mà nuôi 2 đứa nhỏ rồi đợi mày về đó. Con ơi, mày sai lắm rồi con ạ. Dù mày có thế nào, mày cũng là con của mẹ. Dù mày có thế nào đi chăng nữa, con Diệp nó cũng không có bỏ mày đâu. Nó muốn thì 7 năm qua nó đã bỏ mày lâu rồi. Cậu Đăng nghe được cái điều đó, cả người cũng sững lại. Cậu không có ngờ được bản thân mình suốt 7 năm qua lại có 2 đứa con. Sau khi tan chiến tranh, cậu ở lại với người dân đã cứu mình một thời gian khá dài. Đến khi vết thương ở chân đã lành, cậu có thể tự đi lại, nhưng mặc cảm bản thân khiến cho cậu vẫn không dám đối mặt. Mãi cho đến nửa năm gần đây, gia đình ân nhân của cậu chuyển nhà, họ cũng muốn mời cậu đi cùng, nhưng hướng đi lại ngược đường về, cho nên cậu đã từ chối mà quay trở lại đây.
Cậu từng nghĩ nếu một ngày nào đó cậu đủ can đảm đối diện với mợ, cậu sẽ trở về. Nhưng suốt tháng ngày qua, cái thẹo để lại ở chân nó vẫn luôn khiến cậu không có ngừng mặc cảm mà không có dám quay về. Đến hôm nay, khi biết được mình đã có hai đứa con, cậu mới cảm thấy nuối tiếc cái khoảng thời gian bỏ lỡ. Cậu đâu có biết được mợ là vì cậu mà hy sinh như vậy. Năm đó, cậu ích kỷ để mợ ở lại mà đi theo hoài bão của mình. Đến bây giờ, hoài bão đã được thực hiện, nhưng cậu lại vẫn ích kỷ vì để bảo vệ cảm xúc của mình. Cậu sai rồi, sai thật rồi. Mợ đã nói đúng, thật ra người thiếu niềm tin vào cuộc tình này là cậu chứ không phải mợ. Mẹ! Tiếng gọi yếu ớt vang lên, kéo sự chú ý của cậu và bà cả. Bà Tú Liên vội vàng đi tới. Diệp à, con tỉnh rồi sao? Làm cho mẹ lo chết được đó. Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa nghe không? Nếu có mệnh hệ gì thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Cậu đang thấy Diệp tỉnh, cũng vội vàng tới gần. Diệp à, em thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? Anh là ai? Chỉ một câu nói đó khiến cả cậu và bà cả chết sững. Bà cả sau đó cũng vội vàng. Diệp à, con không sao chứ? Con không biết đây là ai sao? Diệp gật đầu. Mẹ, sao con lại ở đây? Bà cả lo lắng nhìn mợ, sau đó quay người đi. Không được, để mẹ đi gọi bác sĩ cái đã. Bà cả đi khuất, cậu Đăng mới lên tiếng. Diệp, em thực sự không biết tôi là ai sao? Gương mặt mợ vẫn một vẻ như vậy, lạnh nhạt. Chúng ta quen nhau hả? Bây giờ cậu mới thấm thía cái cảm giác bị chính người mình thương yêu lãng quên mình nó khó chịu như thế nào. Xem ra ông trời cũng rất công bằng. Tổn thương người thế nào người cũng sẽ tổn thương mình như vậy. Có khi còn đau hơn rất nhiều lần. Bởi vì sự ân hận và sự dằn vặt nó đang không có ngừng dằn xé tâm can của cậu. Phải, chúng ta quen nhau. Vậy sao tôi không biết anh với tôi là quan hệ như thế nào? Quan hệ như thế nào hả? Cậu nhìn mợ một hồi rất lâu, đôi đồng tử trở nên đỏ que, sau đó chậm rãi. Em là chủ nợ của tôi. Chủ nợ? Anh nợ tôi cái gì? Tôi nhớ mình nghèo lắm, đâu có của cho anh mượn. Cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn mợ mà nói. Nhiều lắm, tôi đã mượn em gần nửa cuộc đời, mượn em một trái tim đầy vết thương chằng chịt. Nợ em cả 7 năm ròng đã chờ đợi, là một lời hứa vẫn chưa có thể làm được. Nợ em thêm cả những gian truân vất vả bao ngày mình em phải gồng gánh, nhiều lắm. Tôi sợ kể hoài cũng không có hết, là chỉ khiến cho mình thêm hèn mọn hơn thôi. Từng lời, từng chữ mà cậu mang một vị cay nồng thổi vào mắt mợ, khiến những hàng lệ nối tiếp nhau chảy dài. Vừa lúc đó, bà cả đi vô. Đây, bác sĩ tới rồi. Diệp vội vàng đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi quay mặt đi. Vị bác sĩ mặc cái áo blue trắng tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra lại sức khỏe cho mợ. Sau một hồi, ông ta mới quay về phía bà cả. Bệnh nhân không có bị tổn thương gì cả, có thể xuất viện về nhà luôn được rồi. Nhưng mà bác sĩ, con bé nó bỗng nhiên không có nhớ một số chuyện. Ông ta lại quay lại nhìn mợ, cẩn thận kiểm tra một lần nữa rồi mới trả lời. Thật sự cổ không có bị gì nghiêm trọng đâu, vết thương đều ở ngoài da, có thể lúc gặp tai nạn, đầu da chạm mạnh cho nên có một số việc tạm thời bị lãng quên, cái này chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được. Cậu Đăng nghe vậy cũng lên tiếng. Bác sĩ à, hay là ông cứ kiểm tra thêm một lần nữa đi. Tôi đã kiểm tra 2 lần rồi, không có nhầm lẫn được đâu. Diệp lúc này mới nói. Mẹ, bác sĩ đã nói không có sao rồi, vậy chúng ta về thôi. Con thật sự thấy không có sao chứ. Dạ. Diệp à, hay là em cứ ở đây vài ngày để bác sĩ theo dõi thêm cái đã. Mợ quay sang cậu hời hợt. Anh lạ ha,
chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Một câu nói đó khiến cho cậu cứng người. Diệp cũng không có nói thêm cái gì, bước xuống giường rồi lại đi phía của bác sĩ mà nói. Bác sĩ à, vậy tôi muốn xuất viện luôn. Được, mời người nhà đi ra làm thủ tục. Ông bác sĩ cũng trở ra ngoài. Diệp không nhìn tới cậu một cái nào nữa mà cũng đi ra. Bà cả có chút lo lắng nhìn cậu. Đăng à, về nhà thôi, về nhà với mẹ. Cậu gật đầu, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Họ quay trở về nhà, Diệp vừa đến cửa đã thấy cậu Thịnh ở đó chơi với cô Hạo và bé Niệm. Mợ lên tiếng. Cậu Thịnh, sao cậu lại tới đây? Bà cả nói em gặp chuyện, nhờ tôi đến đón hai đứa nhỏ về giùm, em không có sao chứ? Không sao, cảm ơn cậu. Cũng vừa lúc đó, bà cả với cậu Đăng cũng đi tới. Sự xuất hiện của Đăng khiến Thịnh cũng không khỏi sửng sốt. Đăng, sao lại có thể? Cậu Đăng tiến lại gần với cái bước đi khập khỉnh. Lâu rồi không gặp. Cậu Thịnh vừa hoang mang lại xen lẫn vui mừng, túm lấy bả vai của cậu Đăng mà cười. Trời đất ơi, thật sự là cậu sao? Không phải, trời ơi, tiểu đội của cậu bị bom rơi trúng mà. Tôi may mắn thoát chết, rớt xuống vách núi được một người dân ở cứu đưa về. Thịnh nghe vậy thì cũng cười mừng, sau đó ôm chầm lấy cậu, bàn tay vỗ vào lưng. Không sao là tốt rồi, cả sư đoàn đã tìm kiếm tiểu đội mấy ngày đêm nhưng vô ích, mọi người cứ nghĩ tất cả đều đã tử nạn, thật không ngờ cậu vẫn còn sống. Thịnh buông cậu ra, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở một bên chân. Bị thương hả? Cả tiểu đội 8 người, ai cũng đều bỏ mạng, vậy mà chỉ có mình tôi sống sót, vết thương này với cái điều đó không có so bì được. Cùng lúc này, cô Hạo với bé Niệm chạy ra. Mẹ có sao không? Cậu liền di chuyển ánh mắt đến hai đứa nhỏ, bà cả lúc này lại gần mà nói. Hai đứa nhỏ đó, con của con đó, lại với tụi nó đi. Cậu Đăng với ánh mắt chợt ướt, niềm vui sướng hiện rõ trong đôi mắt đó. Cậu từng bước tiến lại gần, nhưng bất chợt lúc này, Diệp bỗng nhiên tiến về phía hai đứa nhỏ kéo nó vào trong lòng. Đây là con của tôi. Câu nói này khiến cho đôi chân của cậu khựng bước, bà cả vội đi tới. Diệp à, đây là thằng Đăng đó, nó là cha của hai đứa nhỏ đó con à. Anh ấy không phải. Cậu Thịnh có chút kỳ lạ cũng lại gần. Diệp, em sao vậy? Em quên Đăng rồi hả? Mợ nhìn thẳng đến cậu, đôi đồng tử đã đỏ ngầu nhưng vẫn cương quyết. Em chưa bao giờ quên cậu ấy, nhưng anh ta thì không phải. Mọi người bỗng nhiên im bặt, hai đứa trẻ cũng ngây ngô nhìn cậu. Cậu bật cười khổ. Thì ra em không bị làm sao cả, làm tôi lo lắng hoài. Nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra, thà em quên đi thì tôi lại sẽ tốt hơn phải không? Em sẽ quên đi những tổn thương hồi trước, quên đi 7 năm phải ròng rã chờ đợi một người như tôi, quên đi những gì tôi đã làm với em ngày qua. Em không còn đau, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng một chút. Mợ nhìn cậu mà nước mắt rơi lã tả. Đồ hèn nhát. Phải, tôi hèn nhát. Ở trước em, tôi thấy bản thân mình kém cỏi vô cùng. Tôi không dám cầu xin em một sự bao dung nào, chỉ là có thể để tôi lại gần hai đứa nhỏ một chút có được không? Diệp vòng tay siết chặt hai con mình hơn. Nếu là 2 năm trước, cậu đứng ở đây mọi thứ sẽ khác. Nhưng bây giờ, cậu lấy tư cách gì? Câu hỏi đó khiến cậu im bặt. Giọt nước mắt động lại ở cái khóe sâu hắm kia, chỉ chực trào muốn rơi ra. Cảm giác toàn thân đau nhức như quả bom năm đó làm nổ tung tất cả. Cậu cười khổ.
Em nói đúng, tôi không có tư cách. Tới bây giờ tôi mới biết sự có mặt của hai đứa nhỏ, thì lấy đâu ra tư cách để chạm vào chúng chứ. 7 năm qua, đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Tự nhận mình là hèn nhát, tự xem mình không có tư cách. Những lời vô dụng như vậy tôi không có muốn nghe. Vậy em muốn tôi phải nói như thế nào đây? Cái dáng vẻ bất lực của cậu càng khiến Mợ thêm giận. Đi đi, cậu đi khỏi đây đi. Cậu đừng có sống mà làm như không có biết tất cả. Vậy thì hãy cứ tiếp tục vậy đi. Bà cả từ hồi nãy tới bây giờ cũng có chút buồn rầu lên tiếng. Diệp à, cậu đang nhìn dáng vẻ của Mợ mà trái tim như muốn vỡ vụn. Những ngón tay nhút nhát khẽ động đậy như muốn đưa tay lên nhưng lại thiếu dũng cảm mà chỉ đành siết chặt lại. Cậu nhìn xuống hai đứa con của mình, đôi mắt to tròn ngây ngô hướng đến cậu. Trong cái ánh mắt trong veo đó dường như chất chứa một nỗi khát vọng tình thương, nó làm cậu dày dò khủng khiếp. Cậu cúi đầu. Tôi xin lỗi. Sau câu nói đó, cậu quay người. Bà cả thấy vậy dội lên tiếng. Đăng à! Cậu Thịnh cũng lên tiếng sau đó. Diệp, khó khăn lắm Đăng mới có thể trở về. Tại sao hai người cứ phải làm tổn thương nhau như vậy chứ? Mợ cứ nhìn bóng lưng của cậu, từng bước khó nhọc rời đi mà toàn thân như gai nhọn đâm vào. Cơn đau nó cứ âm ỉ khiến người ta bứt rứt. Diệp chợt gào lên. Nếu hôm nay cậu rời khỏi nơi đây, vậy thì đừng có bao giờ quay trở lại. Cũng đừng có mong em tha thứ. Cậu khựng bước rồi quay người lại. Giây phút đó, Mợ nhìn thấy giọt nước mắt động lại trên gương mặt cương nghị kia. Bàn tay nới lỏng buông hai đứa nhỏ ra mà nói. Hảo, Niệm, lại với cha đi. Chỉ cần có vậy thôi, hai đứa nhỏ liền chạy về phía của cậu trong cái sự khao khát nhiều năm qua muốn được tình yêu thương của người cha. Cha ơi, cha! Cậu đang ngồi xuống ôm chầm lấy hai đứa con của mình, nước mắt cũng hòa vào với sự vui mừng khôn xiết. Vòng tay da diết hơn, cậu không ngừng thơm lên gương mặt của hai đứa. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi hai con rất nhiều. Cuối cùng, những mất mát sau những thăng trầm của cuộc sống, những hy sinh và sự nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng những giọt nước mắt hạnh phúc và tình thương yêu của gia đình. Ngày hôm sau, cậu Thịnh tới nhà đi cùng với một người đàn ông trung tuổi, thân mặc quân phục, ngực cài huy chương. Diệp nhìn đã liền nhận ra ông ta chính là người năm đó đã đưa đến huy chương của cậu cho Mợ. Đứng trước mọi người, ông ta trang nghiêm giơ tay chào cái kiểu quân đội. Cậu Đăng cũng liền nghiêm mình chào. Sau đó người kia buông tay xuống lên tiếng. Thật lấy làm vui mừng khi có thể gặp lại anh. Thân là một đoàn trưởng, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi đã để anh bao năm qua phải chịu thiệt thòi. Đoàn trưởng, đừng có nói như vậy. Để đổi được tự do và hòa bình, dù hy sinh như thế nào cũng đều xứng đáng. Cậu Thịnh lúc này cũng lên tiếng. Tôi đã báo lên cấp trên về trường hợp của cậu và đã xin được quyết định từ phía nhà nước sẽ hỗ trợ giúp cậu chữa lành vết thương ở chân. Sau câu nói đó, anh trung niên kia cũng lấy trong cặp táp ra một tờ giấy. Đây là quyết định từ phía nhà nước vì để tỏ lòng biết ơn những hy sinh của anh trong kháng chiến, bên cạnh đó cũng muốn bù đắp cho những lầm lẫn. Cho nên tôi thay mặt gửi đến anh một lời xin lỗi vì trường hợp của anh đó đã được nhà nước thống nhất hỗ trợ 100% chi phí sang Singapore để điều trị. Vết thương của anh đã được gửi báo cáo sang bên đó. Bác sĩ bên đó nói hoàn toàn có thể chữa trị được. Chỉ sau câu nói đó, mọi người cùng cười, những giọt nước mắt chảy dài xuống. Cậu lúc này đứng nghiêm, thao tác dứt khoát đưa lên chào. Tôi, Trung quý Trịnh Vĩnh Đăng, bằng tất cả sự cảm kích cảm ơn nhà nước đã quan tâm giúp đỡ,
nguyện một lòng gian nan cũng không từ. Hai người ôm chầm lấy nhau, những hy sinh xương máu cuối cùng cũng không có vô nghĩa, tất cả đều đổi lấy nụ cười bình yên. Năm tháng sau, ở sân bay Tân Sơn Nhất, dáng người con gái đứng cùng hai đứa con nhỏ của mình, bên cạnh là một người quân nhân gương mặt khôi ngô. Họ cùng ngóng chờ về phía chiếc máy bay mới được hạ cánh. Từng đoàn khách bước xuống rồi tản ra thành nhiều phía. Khi mọi người đã thưa dần đi, những tiếng bước chân lục đục ở trên khoang máy bay vang lên, người con trai trong bộ áo xanh của quân nhân bước xuống. Trên đôi chân vững chãi đó, cậu nở một nụ cười mãn nguyện nhìn về phía cô gái và những đứa con nhỏ kia. Thằng Hạo và bé Niệm cười rạng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Diệp cũng ứa nước mắt. Cậu Đăng, cậu về rồi. Cậu ẵm hai đứa nhỏ lên tiến lại gần mợ. Tôi trở về để thực hiện lời hứa với em. Sau câu nói đó, mợ nở một nụ cười xinh đẹp rồi rướn người lên hôn nhẹ lên bờ má cậu. Như vậy là quá đủ rồi, em không muốn phải chờ đợi thêm ngày nào nữa. Sẽ không có đâu. Lúc này, cậu Thịnh tiến lại phía họ, nghiêm trang đưa tay lên chào. Chúc mừng anh đã bình an trở về. Bầu trời hôm nay mang màu xanh hòa bình, một màu hãnh diện trong mỗi trái tim của mọi người. Ngày cậu trở về sau ca điều trị phẫu thuật, còn hơn cả thành công từ các bác sĩ ở bên phía bệnh viện Singapore, mọi người trong nhà mở tiệc ăn mừng. Trước bàn ăn thịnh soạn, bà cả, Diệp, cậu Đăng cùng cô Hạo và bé Niệm thì còn có thêm cả cậu Thịnh ở đây. Bà Tú Liên lúc này nhìn không khí trong nhà mà lại rơm rớm nước mắt. Bao lâu rồi mới có một bữa cơm đầy đủ mọi người như vậy, giá mà cha còn ở đây thì tốt biết mấy. Ông Quấn 5 năm về trước cũng đã qua đời vì tâm bệnh. Tang lễ của ông được tổ chức ngay ở chùa, tro cốt bỏ vào cái hũ và để luôn ở đó. Mợ Diệp nhìn bà rồi lại an ủi. Mẹ, hôm nay chuyện vui, mẹ đừng có buồn nữa. Cha ở trên cao, biết được mọi người vẫn mạnh khỏe như vậy, cha cũng an lòng rồi. Bà cả lại miếu máu gật đầu, cậu Đăng cũng lên tiếng. Nếu mẹ thấy cô đơn, không bằng kiếm lấy một người bạn tâm sự sớm tối đi. Bà cả quýt sang cậu, rồi đánh nhẹ vào vai cậu một cái. Cái thằng này, già cả rồi, tâm sự cái gì mà tầm này nữa. Cậu Thịnh nghe vậy lại cười. Đang nói cũng đúng đó mà bà. Không, mẹ bây giờ chỉ cần nhìn thấy mấy đứa khỏe mạnh, cô Hạo với bé Niệm khôn lớn trưởng thành là mãn nguyện rồi. Vậy mẹ đừng có buồn nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bé Niệm thấy vậy đã liền vội nói. Mẹ, con muốn ăn đùi gà, mẹ lấy cho con đi. Bà cả nhìn con bé. Con bé này, cả ngày ăn đùi gà, rồi sao tròn quay như cái đùi không ai lấy đâu nghe. Con cũng cần ai lấy đâu, Niệm ở với nội nè, cha mẹ với anh Hạo thôi. Ờ, hay ha. Vậy lỡ như anh Hạo lấy vợ thì sao? Bé Niệm cầm cái đùi gà cắn một miếng, nhai nhóp nhép nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thì lúc đó cho vợ anh Hạo nằm một bên, con nằm một bên. Cả nhà bật cười, cô Hào có chút xấu hổ quýt nhẹ vào vai em gái. Thôi, ăn hết đùi gà đi, không lại ngán bây giờ đó. Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ và đến tối khuya mới tan. Diệp dọn dẹp xong đi tắm rửa rồi mới trở về phòng. Còn thấy cậu đang rút ra bộ quần áo quân nhân treo lên mà nói. Trễ rồi, cậu ngủ đi, để đó mai em ủi đem cất cho. Cậu tiến lại phía mợ, nhẹ nhàng cầm lấy cái lược chải lên mái tóc dài mượt mà lên tiếng. Nghe nói hai năm qua, cậu Thịnh luôn qua lại nhà mình đỡ đần nhiều việc lắm phải không? Quả thực hai năm qua, cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Em vậy mà lại không cảm động sao? Cậu Đăng, đã là khi nào rồi mà cậu còn ghen tuông dấu dẫn vậy nữa?
Cậu dừng lại động tác của mình rồi cúi xuống, từ phía sau áp sát gương mặt vào một bên tai mợ mà hạ giọng. Tôi không có ghen, chỉ là hai năm qua, người cùng với em chia sẻ khó khăn, không phải là tôi thấy ghen tị với cậu ấy thôi. Em còn rất nhiều hai năm để cho cậu có thể chuộc lỗi. Ánh mắt của cậu trở nên ngây dại, mùi hương thơm thoảng từ cái mái tóc tỏa ra khiến cậu si mê. Cậu chậm rãi cúi xuống hút nhẹ bờ môi của mợ, cánh tay cũng vòng ra sau ẩm bỗng mợ lên mà đi lại phía giường đặt xuống. Không phải là chuộc lỗi, tôi muốn cả quãng đời về sau của mình thay em mà gánh hết chất giả. Vì em đã chịu ngàn nắng vạn mưa, gian khổ thế nào cũng muốn dùng bờ vai này che chắn, để cho quãng đời về sau của em được trọn vẹn một chữ an. Diệp mỉm cười. Bình yên của em nằm ở cậu, chỉ cần có cậu mọi gian truân vất vả đều chỉ là cát bụi gió thổi bay. Cậu Đăng, em đau quá. Nhìn mợ nằm trên cái giường đang được đẩy vào phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao nhăn nhó vì đau đớn khiến cậu thêm lo. Diệp à, em đau lắm hả? Cậu còn hỏi nữa, em đã nói với cậu thử sinh con đi là biết à. Tôi xin lỗi, tôi biết rồi, lần sau sẽ không có để em phải chịu đau đớn nữa đâu. Cậu nhớ đó nghe. Tôi hứa với em mà. Cửa mở, mợ được đẩy vào phòng, cánh cửa khép lại. Cậu lo lắng đứng trước cửa phòng đi qua đi lại suốt một khoảng thời gian khá dài. Cho đến khi cánh cửa bật mở, cô y tá trên tay ẵm một đứa nhỏ bước ra mà nói. Chúc mừng mẹ tròn con vuông, ba của bé đã nghĩ được cái tên gì chưa? Cậu nhìn đứa bé mỉm cười. Gái hay trai chỉ cần một chữ an là đủ. Cô y tá gật đầu. Sau đó vị bác sĩ trực mổ ở trong phòng đi ra nghiêm mặt nói. Nhớ lời hứa với vợ đó. Cậu bật cười rồi bất chợt đứng nghiêm, đưa tay lên chạm trán chào quân ngũ rồi nói. Rõ, thưa bác sĩ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện Vạn Dặm Thương Nhớ, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Chào tạm biệt.